Đây là bộ sạc di động dành cho VinFast VF5, 6, 7, 8, 9 và nhiều mẫu ô tô điện khác tại Việt Nam. Nhưng nó lại không hỗ trợ VinFast VF3. Thực tế chúng ta có thể vẫn cắm vừa sạc trên mẫu mini car này, nhưng xe sẽ không nhận dòng điện. Vấn đề này nằm ở đâu? Giải pháp sạc tại nhà cho VinFast VF3 là gì? Xin phép độc giả của báo Dân Trí làm rõ hơn vấn đề này. Và tôi là Đình Nam. Đầu tiên, ô tô điện được trang bị pin, motor cùng nhiều linh kiện điện tử khác, và chúng dùng điện một chiều DC. Trong khi đó, điện dân dụng tại gia đình của chúng ta sẽ là điện xoay chiều AC. Như vậy, để sạc được cho xe điện thì sẽ cần chuyển đổi từ điện xoay chiều thành điện một chiều. Trên ô tô điện, bộ phận này được gọi là OBC. Tuy nhiên, nó lại không được tích hợp trên VinFast VF3. Điều này đồng nghĩa với việc xe không có chức năng chuyển đổi điện AC thành DC. Để kiểm chứng, có thể quan sát cổng sạc của VinFast VF3. Xe sử dụng chuẩn CCS2 giống với đa số ô tô điện đang bán ở Việt Nam, bao gồm bên trên là AC và bên dưới là DC. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy phần AC ở đây không có chân kim loại, không có tiếp xúc. Khi cắm bộ sạc thông thường tại nhà sẽ không nạp được điện. Vậy giải pháp sạc cho VF3 ở đây là gì? Đơn giản nhất đó là sử dụng các trụ sạc nhanh công cộng, bởi vì nó hỗ trợ dòng DC nên là có thể sạc được cho VF3. Ưu điểm là những trụ này có công suất lớn từ 30kW trở lên, nên với VinFast VF3 sẽ chỉ mất khoảng 30 phút để pin từ 20% lên 80%. Như với chiếc xe hiện tại thì trụ sạc thông báo là xe có thể nhận được dòng 22kW. Cần lưu ý rằng VinFast cũng có những trụ sạc công cộng thường được gọi là sạc chậm, và nó cũng chỉ sử dụng dòng AC nên là không hỗ trợ cho VinFast VF3. Còn sạc tại nhà thì sao? Các đại lý của VinFast cho biết hãng sẽ cung ứng bộ sạc cho VinFast VF3. Tuy nhiên, nó khác với cái bộ tôi đang cầm trên tay, bởi vì bộ dành cho VinFast VF3 sẽ được tích hợp thêm cái bộ chuyển đổi từ điện AC thành DC. Giá của bộ sạc đó khoảng 6 triệu đồng, công suất 2,2kW. Khi dùng với bộ sạc có tích hợp bộ chuyển đổi từ điện xoay chiều thành điện một chiều thì sẽ mất khoảng 5 giờ để pin của VF3 từ 10% lên 70%. Và đúng như tên gọi, bộ sạc này thường dùng ở nhà, chủ xe cắm sạc qua đêm là sẽ có đầy pin để dùng. Kết luận lại, VinFast VF3 có thể sạc được tại nhà với ổ cắm dân dụng, nhưng sẽ cần bộ sạc tương ứng. Về cơ bản, nó không gây bất tiện gì so với lại các mẫu xe điện lớn hơn của VinFast. Đương nhiên, VF3 cũng hỗ trợ sạc nhanh tại các trụ sạc công cộng của VinFast và các bên thứ ba.